con đi ra vườn đi hái hái rau. Mình sẽ đi hái lá giang trời luôn nè. I want to eat one. Nó chua chua chắc chắc. Nó bò quá trời luôn nè. Lấy cái xoài ăn con. Cái dao đi, cái kéo đi giờ nhanh lên cho mũi cắt mẹ. Nó hăng tin rồi, mình sẽ lấy hăng tin. Chờ Mỹ hay rau đã. Ít lá giang cho nó cái gà lá giang ăn. Thấy chưa? Oh, not that one. Không có ăn lá nữa hả? Ngon không? Uh-huh. Ăn thử coi nè, mẹ ăn thử cái chua. Ui dạ, chua quá. Dạ, yeah, nó no. Nhìn cái dây đột đũa của mình đây, có 3 góc thôi mà nó bò khiếp thiệt. Nó bò gì mà quá trời luôn. Mấy cái trái đậu nhỏ nhỏ mà bị con rầy nó ăn hết trơn à. Ăn hết, hư hết à. Bỏ xích nữa chứ. Hôm nay mình sẽ thu này, có cái nào mình thu cái nó ha. Công nhận cái đậu này nó trái nó to ơi là to. Ui, mũi cắn hay sao á, ngứa quá. Chôm nó mũi cắn chôm đi rồi. Đi ra trước đứng nhá, không theo mẹ nữa. Ê, theo mẹ mũi cắn quá. Ở đây mình có mấy cái đậu này, mình hái mấy cái đậu đây ha. Cái dưa dễ thương chưa? Nhìn nè. Nó dưa nó tự mập nè. Chắc cũng sắp hái được rồi. Này không biết cái ban ngày hay ban đêm con gì nó ăn nè. Nó ngã như ngã ngửa. Trái nó to rồi chưa à. Trời, con sâu hết hồn. Không biết con gì nó ăn nữa. Nó cắn ngang đất hết rồi ha. Ớt. Cái ớt nó bị cái cây cây đậu nên nó chè ở trường. Wow, trái nó to chứ. Nhìn nè. Đây, ăn bầu đây. Chỗ kia có cái bầu, giờ mình sẽ cắt cái bầu. Được một em bầu to. Bầu sao. Mình mùa hè mà nó nóng, mình không có trồng được nhiều rau. Nắng héo hết. Hai trái bé bé xinh xinh nè. Đậu biết mình không hái, mình để nó đỡ nó tàn lên cây luôn, nó ra trái quá trời. Xong nó rụng hạt xuống, rụng lên quá trời cây con ở dưới này. Ở trên, ở dưới gốc này cũng bết rồi cây. Nó bò qua bên kia luôn. Cái cây này đúng một giây luôn á. Mà nó bò gì ra chưa. Nó bò từ bên này qua bên kia. Bò tứ tung hết.
Để có trái nào mình hái trái đó. Cái này ăn sống rất là giòn. Cà hết chưa? Cà rất là nhiều luôn. Đây, nó ra được mới đấy. Nó mới ra xong rồi, giờ nó ra tiếp. Nhìn cái cây thanh long của mình bữa nó ngã xuống nè. Xong cái mình đang cố cái mình để mình kéo nó lên. Thì nó đang ra hoa mới, được mấy cái hoa. Mấy cái hoa mới rồi, xong nó có cái trái này nè. Trái này nó đỏ rồi, bây giờ mình hái vô cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Wow. Thanh long ruột đỏ. Rất là ngon luôn. Wow. Nhìn nó to chưa? Nhìn cái lá nó tốt quá chứ. Đây. Được một mớ đây. Lá nào lá nấy, u nào u nằng. Ớt mình mới hái nè. Mà bây giờ trái nó cũng quá trời luôn nè. Chín hết rồi. Chín này ăn gì ta? Công nhận cái ớt này nó sai. Hái liên tục. Mommy, can you cut it? I peel that one up here. Okay. My feet. Trời ơi, giỏi quá vậy. Đang đi cái con vô này nữa này con à. Bẻ cái gấp ra luôn. Cẩn thận. Ngọt không? Ngọt ha. Ngon. Chuối, cẩn thận dính lên áo mới con. Cho mẹ miếng nha, ăn gì hai đứa không cho mẹ cắn miếng nè. Mẹ cắn miếng. Little tiny. Ngọt quá. Who did that on the floor? Chuối á. Cho mẹ cắn miếng chuối. Ngồi xuống đây ăn đàng hoàng đi. Ngồi. Cái thanh long đỏ cho nên là cầm đâu nó dính đó. Đỏ tay hết rồi. Hôm nay mình thu hoạch dư quá à. Mỗi thứ con ít à. Này chiều nay ăn nè. Hai cái củ qua nè. Một cái bầu nè. Một mớ lá nè. Nấu canh. Cái này lá mồng tơi nấu canh ngon nè. Ui. Nhìn cái lá mồng tơi nè. Nhìn cái lá mồng tơi nó to hơn mặt Emily luôn. I would have ate it. Ăn gì mà dơ quá vậy con? Thôi đưa mẹ ăn cho. Đưa đây. Chuối, đưa mẹ ăn hả? No, I only eat with that part but I can't. Anh cầm, anh cầm, anh mẹ lột qua cho. Con giữ đi. Thank you, mommy. Ngọt quá hả con? Thanh long phải trồng chục cây ăn mới đủ. Trồng một cây hai đứa ăn hết, mẹ không cho mẹ ăn bữa nào cũng ăn hết trơn, không có cho mẹ ăn gì hết trơn. Xem thử hôm nay mình có cái gì đây. Mỗi thứ có một ít à. Được mớ lá lá giang này. Rồi cà tím. Rồi ít khổ qua rừng. Đây lá giang ha. Rồi ớt. Đậu đũa tím. Khổ qua rừng, cà tím, ở đây cà tím đây nữa, rồi đây mỗi thứ một ít. Cái lá này nó to chưa, nó tốt ơi là tốt luôn á. Rồi hết rồi, mình chỉ có bao nhiêu đây thôi.